Thưa quý vị và các bạn, cận thị học đường đang trở thành một vấn nạn với lứa tuổi học sinh. Hiện nay, tỷ lệ cận thị ở trẻ em ngày một tăng cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và sinh hoạt của các em. Đang học lớp 4, nhưng em học sinh này đã bị cận thị hơn một năm, và độ cận cũng lên đến 1,5 diop. Hay như em học sinh này, bị cận thị từ năm 3 tuổi, phụ thuộc hoàn toàn vào kính. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, năm 2013, cả nước có gần 3 triệu trẻ em ở độ tuổi 0 đến 15 tuổi mắc tật khúc xạ. Đến năm 2017 là khoảng 5 triệu trẻ, trong đó phần lớn là trẻ em cận thị. Tuổi của tôi ngoài 60 rồi, mà bây giờ mắt mũi mình nhìn vẫn bình thường như này, thế nhưng mà các cháu mới bé bằng tí này mà tôi mượn cái kính để tôi đeo thử thôi. Mũi rồi mình nhìn không thể nhìn được, thế thì là đấy là cái cũng rất là nguy hiểm. Trước đây thì ít khi nhìn thấy một em học sinh tiểu học bị cận thị. Thế nhưng bây giờ thì ngay cả từ học sinh lớp 1, lớp 2 là những lớp còn rất là nhỏ thì các em đã phải đeo kính. Bệnh cận thị dù không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người nhưng thực tế mang lại rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt và học tập. Theo các chuyên gia, cận thị nặng có thể gây ra nhiều biến chứng, nguy cơ mù lòa vĩnh viễn rất cao. Đeo nhiều nó sẽ mỏi mắt, gây nên là khó chịu, là sẽ chóng mặt khi học tập. Trong thời điểm dịch này thì việc đeo khẩu trang làm mờ kính và khiến mình khó nhìn được xung quanh. Chúng em rất thiệt thòi khi mà nếu mà đăng ký vào các trường có yêu cầu là về thị lực cao, chúng em sẽ phải chi một khoản chi phí rất là lớn, tầm khoảng từ 7 đến 10 triệu để mổ mắt. Tỷ lệ các bạn ấy tăng cận thị là do dùng các thiết bị điện tử nhiều, dùng điện thoại, máy tính, rồi xem TV nhiều, hoặc có thể là đọc sách không đủ ánh sáng, hoặc là khi ngồi thì cái tư thế ngồi học nó không đúng. Để giảm tải tình trạng cận thị học đường thì gia đình cần phải phối hợp với giáo viên hướng dẫn các con đầy đủ về cái phương pháp ngồi học đúng tư thế, đầy đủ ánh sáng. Cái thời gian học máy tính trong một ngày đối với trẻ nhỏ thì cũng không được quá 6 tiếng một ngày. Hiện nay, trong trường học, kiến thức cho học sinh tự bảo vệ sức khỏe của mình, trong đó có các bệnh về mắt đã được tích hợp vào nhiều môn học như sinh học, vật lý, thể dục. Nhưng để giảm thiểu tình trạng cận thị học đường, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính bản thân học sinh.